Clip này em sẽ test đôi loa BMW kép cho quý vị. Và đôi BMW kép này em cũng test như một số đôi loa bên kia là em không có liên quan gì đến cái bộ ghép hay bộ test loa cả. Mà em trực tiếp con âm ly PM50, con âm ly đèn đây. Con âm ly đèn này có mức giá 3 triệu 9. Test thẳng xuống loa. Chứ bây giờ em không có test qua giải mã hay là test qua cái đầu nào khác đây. Và các bác nhé. Đây tín hiệu con âm ly đèn, và con âm ly đèn này em lấy trực tiếp từ không dây vào đây, phát không dây vào đây luôn. Còn đây là cắm điện vào thôi, đường loa xuống thẳng đây luôn cho bác. Đây là đôi loa BMW kép đây, BMW kép con này là DM602.5 602.5 S3, được chưa? S3 công suất là 100W một loa, vậy là đôi này có công suất là 200W, trở kháng 8 ohm. Đến cái cọc loa này này nó vẫn còn zin nên em phải gài như này bác ạ. Có nghĩa là chưa thèm cậy cái nút đỏ trong này, bác nhìn trong này nó có nút chưa? Nút một bên đen bên đỏ. Bác rút cái nút này ra thì bác mới cắm được cái rác bắp chuối này, nhưng em không rút nữa, nó còn cái em chả cậy này. Như kiểu bên này đấy còn zin hết. Con này đẹp xuất sắc cho bác. Với dòng loa này thì không phải khen nữa, mức giá 14 triệu 8. Với dòng loa BMW kép này thì chất âm bao phê cho bác. Và các bác đánh với những chiếc âm ly đèn hoặc là chiếc âm ly dòng âm ly Rode, theo một số dòng âm ly của Anh Quốc đánh đôi này rất là hay, hoặc là Luckman, nói chung là dòng này cứ đánh khá là nhiều. Tại sao dòng này bán chạy vậy và bán khá là nhiều vậy? Và dòng này với loa tai noi thì nó cũng tai noi thì nó đẳng cấp, nhưng mà con này nó cũng đẳng cấp khớp không kém là gì. Nó có thể ghép được rất nhiều dòng âm ly dòng bình dân, nhưng riêng đối với tai noi thì các bác không thể pha âm ly bình dân được. Ví dụ các bác có mua một đôi loa tai noi tầm 15 triệu chẳng hạn nhé. Con này các bác đôi mua đôi loa này 15 triệu, 14 triệu 8 luôn, gọi 15 triệu đi. Nhưng các bác có thể đánh với con âm ly 3 triệu bác đánh cũng được, mà 5 triệu các bác cũng đánh được. Nhưng riêng con âm ly tai noi, bác mua con đôi loa tai noi, bác mua đôi loa 10 triệu thôi hoặc 15 triệu thì bắt buộc các bác phải rước nó về con âm ly nó trên 20 triệu là thấp nhất. Hoặc là âm ly đèn, âm ly đèn. Bởi vì là riêng tai noi nó chỉ được chơi được Acouphe là hay nhất thôi. Acouphe bây giờ các bác mua đầu hai loại đẹp xuất sắc, đầu hai giải đẹp nó phải 20-30 triệu trở lên, lấy loại loại xấu xấu, còn loại đẹp xuất sắc loại 40 là lấy đầu hai, đầu ba, đầu bốn còn cao nữa. Do vậy là tại sao cái dòng này các bác cứ search tất cả trên Google hoặc là trên các trang bán hàng xem, cái dòng này lúc nào nó cũng đứng số 1 giữ giá và được giá chất hay. Tại sao nó giữ giá được giá như vậy? Bởi vì là nó đáp ứng được các yếu tố là nó có thể ghép những chiếc âm ly có mức tiền hợp túi tiền cho các bác mà vẫn cho các bác chất âm hay. Sau đây mà Tuấn sẽ mời các bác đến test nhé. Em test luôn từ điện thoại vào chứ em cũng không, đây em phát không dây luôn. Quên hết đi bất môi nồng say.
tìm nhau trên lối về. Dòng này thì không để khen hay hay không hay nữa. Đấy, em đánh chiếc âm ly PM50 có mức giá 3,9 triệu cho bác đấy. Được chưa? Chưa cần phải rốt theo, chưa cần phải acupay, chưa cần phải là âm ly đèn đắt tiền, chưa cần phải một số dòng như là Ramaran mấy chục triệu hay là cái gì nhỉ nữa, Lukman, chưa cần nhất thiết bác nhé. Đấy, em Tuấn cố tình test kiểu đấy cho các bác đấy. Bây giờ em cứ test cái kiểu dân dã này, test cái kiểu nhà quê chân đất mắt toét này. Đấy, một mình một âm đi, cứ bê âm đi đi để đến chốc loa, các bác thấy nó hay hay một chút vào tai các bác là bác nghe thấy à cũng được ấy nhỉ, là về nhà các bác chắc chắn nó sẽ hay, được chưa? Khỏi về câu quay câu dầm gì cho mệt đấy. Đấy, sau đây em sẽ đo cái kích thước chiều cao, chiều sâu, chiều ngang của loa. Loa E-căng còn rất là đẹp, bên cạnh em để rồi nói nữa. Sau đó là xin phép kết thúc cái clip giới thiệu cho bác đến đây. Đôi loa này nhé, báo cáo các bác là về chiều sâu này nó 30, gần 30, tầm 29, 30 cả E-căng. Chiều ngang thì nó tầm 21, 20, 21 nhỉ. Chiều cao này, 1, 2, 3, 4, 4 gang, nó tầm 86, 86 đến 88 chiều cao. Mức giá của đôi loa này có mức giá là 14.800.000. Đôi loa này báo cáo các bác là riêng những dòng loa, riêng dòng BMW kép em bao phê cho bác luôn. Những đã lấy đôi này về thì chẳng ai chê cả. Chưa? Nhưng mà chào bác.